Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto sẽ thực hiện giới thiệu cho các bạn một số bộ dành cho Mazda 3, số đồ chơi ạ. Vừa thực hiện lắp đặt tại Đăng Phương Auto, hôm nay thì có bộ sấy gương. Ngoài ra thì có bộ gập gương lên xuống kính dành cho Mazda 3. Thì với bộ này thì sẽ có một số tính năng như là lên xuống kính, gập gương, hé kính và xuống toàn bộ kính. Thì tôi sẽ thực hiện một vài thao tác cho các bác xem. Với thao tác khóa, gương sẽ cụp vào và các kính sẽ đi lên ạ. Ngoài ra thì với thao tác mở khóa mở, các kính sẽ đi xuống rất thuận lợi khi mà chúng ta sử dụng vào mùa hè cần lưu thông không khí trong ngoài trước khi lên xe. Bấm khóa thì các kính sẽ được đi lên ạ. Tôi sẽ thực hiện tính năng hé kính, mỗi lần sẽ được 1/2 nhé. Mở. Khóa kính đi lên. Ngoài ra thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về bộ sấy gương dành cho Mazda 3. Với bộ sấy gương này thì được tích hợp tại đây ạ. Đây là bộ sấy gương dành cho Mazda 3. Gồm có led sinh nhan, tăng góc quan sát, chống chói và đặc biệt là chức năng sấy rất chi là hiệu quả khi mà chúng ta đi vào trời mưa. Góc nhìn rất rộng ạ. Ngoài ra thì Đăng Phương Auto cũng vừa thực hiện lắp đặt một số đồ chơi cho này xe này nữa. Ví dụ như bộ cảm biến áp suất lốp hoặc là bộ cảm biến siêu mét ạ, cảm biến lùi ạ. Các bạn quan tâm tới các sản phẩm đồ chơi dành cho Mazda 3 hoặc các sản phẩm đồ chơi khác như dòng xe Kia, Honda, Hyundai thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ. Em xin cảm ơn.